mạng. Mai! Nè chị Mai, việc công có vô nhà mình không chị? Em cứ yên tâm nằm ngủ đi. Có chị đây rồi. Mà em chuyện rồi mô? Nó bỏ đi rồi. Răng đi lúc ní. Nó đòi vô trình diện ở Măng Cá. Trời, Măng Cá đang đánh dữ lắm. Mi về rồi, để mà đi tìm nó. Không không, mà để con. Không được, Mi đi cũng nguy hiểm. Con là chiến sĩ giải phóng, đang chiến đấu trong thành phố Huế. Con sợ chi mô? Cứ qua nhà có Hồng Yến trước quay sao? Biết đâu. Cách chi con cũng tìm được thằng Chiến về cho mà. Mà cứ vô nghỉ trước đi. Nghỉ mô được mà nghỉ. Lòng già mà cứ như lửa đốt. Mà ngồi đây chờ hai đợt bay về cũng được mà. Rồi mà phải khép cửa cẩn thận nghe. Khi mô nghe tiếng người quen thì mới mở cửa nghe mà. Con đi nghe. Hình như là dân chúng đã chạy sạch rồi hay sao anh Lưu Dương à? Uống miếng nước đi. Nước thạch sương bồ à? Ừ. Thằng Quý nó gửi cho ông đấy. Cái thằng trời đánh. Đi đánh nhau mà còn mang theo được thứ này. Mà sao im ắng thế nhỉ? Tính không có một tiếng súng nổ. Mới đây thôi, tiếng nổ từ Máng Cá phía tây Lộc Đài Nội Đông Ba, mà giờ yên tĩnh quá. Nó như hai đồ vật giữ những miếng quật nhau rồi trứng lại để lừa những miếng khác. Mà không biết bên cánh Nam ra sao rồi, tôi mong cái tin tức bên ấy quá. Hiệp đồng mà liên lạc rời rạc thế này à? Hả? Quan trọng là trung đoàn 7 đã đứng được chân vào Huế. Mà bên cạnh Nam là nắm trong, chứ không phải là một thằng vớ vẩn nào. Sao lo xa quá vậy? Chiến! Chị Mai, sao chị lại đến đây? Mà kêu chị đi kiếm em. Về nhà ngay. Nhưng mà về ngay. Đi em. Anh chị. Đi. Đi em. Mau lên mau lên. Ráng mà cô cơ trọng hớ rộng Lưu Dương. Cờ may vội, không kịp giao cho C4. Cậu Sơn trợ lý Tuyên Huấn đã mang sang đó rồi. Tụi này làm ăn chặt ra sao? Thưa thủ trưởng, C4 đã báo về, cậu Sơn chưa mang cờ đến. Cho liên lạc tọa đi, cấp tốc tìm cho ra thằng Sơn. Cái thằng Thiên Lố không lẽ nằm lắng nó ngủ ở góc đó rồi hả? Không có cờ treo thì có mà ăn mày cả lũ. Không còn ra hệ thống gì cả. Không có cờ là có như không chiếm được Huế. Đi ngay đi. Rõ. Liên lạc vừa báo tin là cánh của Hóa lọt vào Băng Cá, quãng 20 chiến sĩ đang phát triển đánh chiếm các mục tiêu. Sao vào được 20 mà không vào được hết? Vậy thì đặc công này có khi gì? Cái cầu Hóa tiểu đoàn trưởng núp ở đâu rồi hả? Cái trọng điểm đó mà không cột đổ thì coi như đánh rắn không dập đầu. Phải xin ý kiến của chỉ huy trưởng nói sao đã. Theo tin Đài Giải Phóng tại Hữu Ngạn Sông Hương, một cánh quân khác của quân Giải Phóng phối hợp với thành đội Huế làm chủ khu tam giác phía nam sông Hương một cách dễ dàng. Quân Giải Phóng tràn ngập các khu dân chúng và bao vây, cô lập các cứ điểm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quân Giải Phóng đã thành công khi chiếm được tất cả các cơ quan hành chính, trong đó có cả tòa hành chính tỉnh Thừa Thiên, khu đại học, ngân khố, đài phát thanh. Bọn địch lấy thông tin nhanh. Không biết có phải chúng chế biến từ những tin tức của Đài Giải Phóng và Đài Hà Nội hay không? Chỉ khác với thông tin của ta là nghe có mùi hoảng loạn quá. Chúng la hoảng lên như thế này cũng đủ làm cho bọn Mỹ ngụy rụng rời rồi đấy. Báo cáo thủ trưởng, có điện từ trung đoàn 7.
Alo, tôi nghe đây. Thằng tiểu đoàn 3 đã quét xe địch ở An Hòa. Tiểu đoàn 2 cũng đã chắc tay rồi. 4 giờ sáng, nó cũng báo cáo, đã chiếm xong Cầu Cơ. 5 giờ sáng, báo cáo chiếm xong Đại Nội, chiếm cửa Đông Ba, cửa Thường Tứ và phát triển sang cổng Thanh Long. Thằng tiểu đoàn 1 cũng chiếm được sân bay Tây Lộc. Cái thằng cu nhầy, khi thì bảo là chiếm được gần hết, đốt vài chục cái máy bay và xét các loại. Sau đó lại báo cáo là chỉ chiếm được 1/3, vì đến tối không nhận thấy rõ phạm vi tiến công. Gây nhất là anh Mang Cá. Còn Mang Cá nhỏ thì sao? Tôi nhắc lại, anh phải đập vỡ cái đầu não của địch là cái Mang Cá ấy. Đến bây giờ mà vẫn chưa giải quyết được Mang Cá là mất thời cơ đó. Rõ. Còn gì đấy nữa? Báo cáo, tôi nghe đây. Bên cánh Nam Trọng xin xuống sang hoạt động cùng lực lượng chính trị nội thành phát động quân chúng nội dậy. Anh thấy sao? Báo cáo, tốt. Mà bên cạnh anh Nam Trọng thế nào ạ? Tôi mới nắm sơ bộ, chiếm xong Tâm Thai, dinh Tỉnh Dưỡng, bệnh viện. Còn những yếu điểm khác vẫn đang tiến công. Tóm lại, vẫn còn mệt. Thôi, thế nhá. Thôi được rồi, tôi sẽ gặp lại anh sau nhé. Sao? Thế nào? Nắm trong rụt một cái, giải quyết cả mục tiêu. Chẳng phải chúng ta ê mặt làm sao? Bên thành ủy, họ cử người mang thuốc bổ tới thăm chúng ta. Sắp đến bây giờ đấy. Trời, chúng ta cần nàng dược, chứ cần thuốc bổ làm gì? Cô Thu Vân đấy à? Dạ, tụi em tìm thấy kho thuốc. Tất cả những gì cần cho sơ cứu và cấp cứu đã được chuyển về trạm phẫu địa phương. Còn thuốc bổ là chỉ định của thành ủy để nhằm tăng cường sức khỏe cho anh em. Thế này là tốt rồi. Thuốc bổ cũng quý, mà đạn dược thì cũng quý. Hả? Ta cứ giao cho bên hậu cần, họ sẽ biết cách phân phối. Nha. Cô Vân mang như thế này là anh em chúng tôi cảm ơn lắm rồi. Nào đồng chí, chúng ta sang bên hậu cần. Cô Thu Vân ở đây nhá. Vâng à. Vâng, vất vả rồi. Tôi xin lỗi. Tại sao? Anh không thể nói nhẹ nhàng với em trước mặt mọi người. Tôi xin lỗi. Chiến sự đang vào lúc ác liệt, Vâng à. Chúng ta... Tôi không muốn bị phân tán. Hơn nữa, tôi biết tấm lòng của em. Và tôi cũng không phải là người sắt đá gì. Nhưng có lẽ tôi phải nói một điều này cho em nghe. Tôi không thể để em chờ đợi thêm nữa. Không phải vì tôi đã đến gần mẹ của hai đứa. Tôi không muốn đến với em mà trong lòng vẫn đầy những khúc mắc. Tôi chưa bao giờ giải tỏa được hết những khúc mắc này. Em biết, em đến đây không phải đòi hỏi ở anh một sự dứt khoát nào cả. Em chỉ cần biết, anh vẫn còn sống. Vậy thôi. Anh nói đúng. Chiến trận đang vào hồi ác liệt. Không biết rồi ngày mai hay chỉ vài phút nữa thôi, chuyện gì sẽ xảy ra? Em nghĩ hãy để lòng mình thanh thản đi anh. Hãy cho em được lắng nghe trái tim anh dù chỉ một lần. Em phải biết rằng nó không đập vì em. Hãy ráng sống nha anh. Anh phải sống vì chị Đào còn đợi anh ở nhà. Và hãy vì em. Vì em đang dõi theo từng hơi thở của anh.
em đi nghe. Nè em, vô đi. Mà chỉ có phải việc công đó mà em sợ dữ vậy. Ma, mà cháu không yên ở đây vài hôm ở nhà mình nghe mà. Hai đứa bé nghe đây, nhà tao không phải ổ chứa, đi ngay lập tức. Mà không đuổi thì con cùng đi. Ngặt một nỗi, bây giờ con không biết đi đâu. Con quân trương Thủ Đức thì vẫn chưa có đường. Mỹ bảo hiểu cho mà như rửa đỏ hả? Dạ, con xin lỗi mà, con biết lỗi rồi. Mà cho Hồng Yến, ta túc ở đây ít bữa nghe mà. Để yên một chút, chứ con cũng sốt ruột lắm. Tại vì ba Hồng Yến bị bắt ở đâu thì con cũng không biết nữa. Con liều đem Hồng Yến về đây, trăm sự nhờ mà che chở. Con rước ruột đẻ ra, răng tao không thương. Thôi, tụi bay vô rửa mặt mày đi, rồi ra ăn cơm. Dạ, con cảm ơn bác. Này, vào phòng chị nghỉ tạm, rồi từ từ mình tính tiếp. Dạ, em cảm ơn chị. Chị Mai, còn chị? Chị chắc không có thời gian để ở nhà thường xuyên mô. Hóa ra là chị không làm ở bệnh viện Nha Trang, mà chị lại lên sánh ở chung với ba. Em nghe nói là hình như là chị đang cặp bồ với một thằng cha bồ đồi nào đó. Không phải là lời đồn chứ chi? Đừng nói về anh Quốc với cái dòng như rửa. À, thì ra thằng cha đó tên là Quốc. Nhưng mà nếu hắn yêu chị, vô Huệ rồi thì hắn phải tìm chị chứ. Anh ấy đang phải chiến đấu bên An Hoa. Đến nơi an toàn. Mình ơi. Thank you.
trong lịch sử dân tộc ta chưa bao giờ khí thế cách mạng sôi nổi như thế này. Toàn dân đã đứng dậy, đoàn kết, đứng xung quanh mặt trận dân tộc giải phóng và mặt trận liên minh dân tộc, dân chủ và hòa bình. Nhân dân ta đang ở thế thắng, thế chủ động, thế tiến công. Đế quốc Mỹ và tay sai ngày càng bị động, lúng túng và thất bại. Cuộc tổng tiến công từ đêm qua đến giờ phút này tại Huế đã nói rõ điều đó. Quân giải phóng kêu gọi nhân dân hợp tác cùng quét sạch ác ôn và tay sai đang trú ngụ trong khu phố mới. May quá, đêm qua mình bị say rượu nên mình không có ở chỗ gác. Những người trong ngụy quân và ngụy quyền các cấp đã phạm tội ác với nhân dân, nhưng thật thà hối cải thì được khoan hồng. Ai lập công chuộc tội thì tùy thành tích mà được khen thưởng thích đáng. Sĩ quan và binh lính ngụy bị bắt làm tù binh thì được đối xử nhân đạo và hưởng chính sách khoan hồng. Danh cho đại phẫu và tiểu phẫu đều có đủ cả, lại có thêm một ít dịch truyền. Nhờ cái sơ đồ mà bác sĩ Toàn đưa, cho nên bọn chị tìm ra kho thuốc rất là nhanh. Ở đây có cần bổ sung thêm gì không em? Cảm ơn chị, khi cần tụi tôi sẽ thông báo. Ông có cậu công vụ khá đấy. Báo cáo thủ trưởng, theo lệnh tôi đã dẫn tù binh đến. Cho vào đi. Rõ. Ông là Hồ Đắc Sinh à? Dạ đúng, tôi là Hồ Đắc Sinh à. Thưa ông, tôi phụ trách quân tiệp vụ ở Bộ Tổng Tham mưu.
Tôi là sĩ quan nghỉ phép về ăn Tết với gia đình à. Ngồi đi. Dạ. Nghe nói là ông muốn nói chuyện với tôi. Dạ thưa ông. Ngồi xuống. Dạ thưa ông. Ông là Tư Thiên. Nghe tên quỷ ông nhiều nay mới được hồi ngộ. Chắc là tôi được các ông miêu tả như một tên Việt Cộng ghê gớm lắm. Ồ, không. Ngồi xuống. Dạ thưa quỷ ông. Có thể có sự hiểu lầm đối với một số người nào đó. Còn riêng với tôi, thưa quý ông, tôi có cái hân hạnh được làm quen với Cầu Chiến. Mà nếu không lầm thì Cầu Chiến chính là quỷ tử của ông. Cầu Chiến sang nhà chúng tôi chơi thân mật như là con cái trong gia đình. Mới tối hôm qua Cầu Chiến vẫn ở chơi nhà tôi đó. Ông chú ý, tôi không nói chuyện riêng. Tôi muốn hỏi ông một vài câu. Bạn thân ông có biết trước chúng tôi sẽ tiến công vào Huế không? Dạ... Tôi còn nghe tin là ở Đà Nẵng, Pleiku hay là Quy Nhơn bị tấn công. Nhưng tôi nghĩ rằng các ông có tấn công thì nhắm vô mấy cái khu đồn trại của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Còn tôi chỉ là sĩ quan nghỉ phép thì cũng coi như là dân thường. Chắc các ông không tấn công vào dân thường chứ. Ông nhầm rồi. Chúng tôi không tiến công vào dân thường, mà chính dân thường tấn công vào các ông. Ngô Quang đêm nay có mặt ở bán cả không? Dạ thưa hai ông, điều đó thì tôi không biết à. Ông Quang ông có nhà riêng, nhưng mà đêm nay thì ông ở nhà riêng hay là vào đồn bán cả thì tôi hoàn toàn không biết à. Chúng tôi không có nhiều thời gian. Bây giờ ông đã bị lực lượng vũ trang chúng tôi bắt. Ông suy nghĩ thế nào về số phận của mình? Dạ thưa... Ngồi xuống! Dạ thưa quý ông, đây là cái bước ngoặt đột ngột nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã lọt vào tay quý ông rồi. Số phận của tôi hoàn toàn do cả ông quyết định à. Ông có nguyện vọng gì không? Ngồi xuống! Dạ, dù sao thì tôi cũng là một tù binh trong chiến tranh. Tôi chỉ mong được các ông đối xử... Ông không phải là tù binh. Lực lượng vũ trang khu phố nơi ông cư ngụ, họ đã bắt ông. Họ đã coi ông là một tên ác ôn, làm tay sai cho Mỹ Ngụy. Họ đủ chứng cứ để luận tội ông. Tôi sẽ để cho ông suy nghĩ thật kỹ, vì đây sẽ là bước ngoặt của cuộc đời ông. Có lệnh từ ban chỉ huy mặt trận, xin cầu sáng hoạt động cùng lực lượng chính trị nội thành để phát động cùng quân chúng nổi dậy. Ý thủ trưởng là như răng ạ. Ban chỉ huy đã hội ý và trả lời nhất trí với ban chỉ huy mặt trận rồi. Hơn nữa, cầu đang nằm vùng tại gia hội. Chuẩn bị ngay đi để lên đường cho kịp. Dạ. Cầu nhớ phối hợp với anh Cần, ổn định tình hình bánh gia hội nhé. Rõ. Chào thủ trưởng. Hồ Đắc Sinh đang muốn gặp anh. Nói tôi không có thời giờ. Chỉ cần hắn trả lời thôi. Hắn nói rằng hắn chỉ xin hưởng quy chế sĩ quan bị bắt trong chiến tranh. Làm khi gì có thứ quy chế đó? Hay hắn không muốn ly khai với bên quân ngụy, ta chuyển hắn sang bên an ninh. Hắn là tên ác ôn. Vậy thôi.
Quân địch sẽ tiến từ ngoài này vào. Ta bố trí bao vây theo hình vòng cung, đúng theo bài bản của thủy quân lục chiến ngụy. Chúng sẽ bố trí thế trận theo hình hoa nở. Còn nếu địch không phát triển theo đội hình như dự kiến? Chúng cũng sẽ vẫn bị trói chặt trong thế trận vòng cung này. Cối tâm hai của anh sẽ bố trí trên đường sắt. Dạ. B-40, B-41 sẽ chặn địch từ hướng quốc lộ 1. Còn cậu sẽ bàn với tay Vũ Lâm về cách đánh Vu Hồi. Với tính cách danh ma của thủy quân lục chiến ngụy, kiểu gì chúng cũng sẽ ngoắc theo sau một cái đuôi, phòng khi bị đánh tan tác. Rõ. Báo cáo tiểu đoàn trưởng, có lệnh từ trung đoàn, yêu cầu tiểu đoàn trưởng về ban chỉ huy trung đoàn gấp. Nói tôi sẽ có mặt. Rõ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế này, báo cáo bó trồn gì chứ? Phải có việc gì nghiêm trọng mới gọi cấp tiểu đoàn lên trực tiếp, anh cứ lên thử xem sao. Nhưng chắc chắn địch sẽ đánh phản kích. Kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ càng, tôi và đại đội trưởng quân không thể chỉ huy chiến đấu được sao? Em mò đâu ra chiếc xe này? Dạ, khi hồi em đi qua trạm công lộ, em lấy cái đi để chờ mấy anh đi làm nhiệm vụ nữa. Sao mà em liều thế? Có rửa mà anh cũng phải hỏi. Đang em nhìn em kỳ rửa. Thấy em đẹp thì nhìn thôi. Suy nhất là tiểu đội trưởng của chúng ta là con gì? Đừng lại. Vô đây làm chi? Mày anh có thấy báo phế liệu của em không? Em đi lượm phế liệu mà. À, ra đo lý lâm rạc để thăm dò phải không? Nói mau. Đúng, là dò thám, nhưng là để tìm hỏi các anh ở trên xanh. Có ai biết ảnh của em không? Anh ấy bị bắt đi quân dịch nên nhảy lên xanh mấy năm trời rồi chẳng còn biết ra răng nữa. Thế anh của em tên chi? Tên anh của em là Vui, Nguyễn Văn Vui. Thế tên em là về? Không, tên em là Rợt, mà em đẻ rơi nên đặt tên em là Rợt. Thế còn bồ em? Con bồ em đi lĩnh quốc gia, bị đưa ra hải lăng, chết rồi. Thế răng không đi lên xanh mà tìm anh? Mà em còn đỏ bỏ đi răng được. Mà ra ngoài có giùm con đi. Quái cái chi? Thì có người ta đó. Họ tới đâu rồi? Coi có lỗi nào an toàn đầy lối không mà. Mi không định ở nhà chờ ba Mi à? Nhà mình bao nhiêu năm nay chưa được đoàn tụ. Đoàn tụ? Mà nghỉ ba con. Ông muốn đoàn tụ về mà hả? Còn con không thể nào để Hồng Yến chịu cực được. Với con, Hồng Yến là tất cả. Mà thương con, giúp con đi mà. Mà ơi, chắc con phải đi tìm một quân đội quốc gia nào đó để con trình diện. Con nghĩ là chắc họ vẫn còn chột đâu đó ở đây, chứ không lẽ tan nát hết rồi sao mà. Con nói con không theo phe nào. Rằng chưa con tỉnh đi kiểm kẻ thù của ba. Dù ông ấy có chấp nhận mà hay không, thì ông ấy vẫn là người sinh ra con.
Mà sao mà cứ ảo tưởng hoài vậy? Mà nghĩ người ta sẽ vui vẻ chấp nhận con khi con là một thằng học viên ở trường Vò Bì sao mà? Sao con không nói chuyện với chị Mai? Muộn rồi mà. Báo cáo thủ trưởng, đây là xà thủ để cơ dẹp tôi đưa tới. Cậu có nhìn thấy điểm kia không? Dạ có. Đây là điểm đặt DKZ, có thể bắn tới, lôi cốt đầu cầu An Hòa. Báo cáo thủ trưởng, rõ. Con xin lạy thọ thần, anh em bộ đội chịu đói chịu khổ, chưa được hưởng cái Tết là cái chi. Tội lỗi chi, con là thằng rớt lượm rác, xin chịu trừng phạt. Còn các anh của con không biết chi mô. Ăn Tết đi mẹ chủ ơi. Trời ơi, giỏi nha. Tết đi mẹ chủ. Con đồ món cả anh nè. Trời chuối. Ôi, hôm nay được ăn ngon này.
Ăn đi mày anh em ơi. Tao đợi hóa mắt nhé.